cô nói cái gì đấy? Đang mắng chú hay mắng ai đấy? Mắng chú à? Ai già gấu ghê đánh chú một cái cơ à? Cái. Nhưng mà sao lại bị vợ mắng đấy chú? Nó bị lăn nữa ven, nó bảo là chú không giống nó. À. Thì chú bảo là bây giờ tôi ở nhà tôi còn lo ra làm cái bếp chứ. Vâng. Đúng không? Quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã đến với nội dung tiếp theo trong kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt trong nhà MG các bác ạ. Vẫn như mấy hôm trước, trời nó vẫn cứ lạnh mà không có mưa. Sáng nay thì mưa rào rào có vài hạt thôi. Nhà MG bây giờ đang hết sạch nước, không đủ nước để cho đội thợ làm. Cái nước ở trong cái phần đáy bể, hai bể bên này, để cái này là để chống bị nứt đáy các bác ạ. Thế nên là không thể hút được. Hôm nay thì anh em thợ sẽ đổ ghép cốt pha trước đan sắt và sau đó là tiến hành chờ có nước để sẽ đổ bê tông ở máy nhà tắm và trong nhà luôn. Tất cả thì mình sẽ dùng hết cái sắt phim 12 này nha các bác nhé. Bởi vì cái máy nhà tắm là cái máy chịu lực ấy, có cái tét nước nó rất là nặng. Vậy nên là dùng những cái sắt lớn này thì nó yên tâm. Hôm nay là có một em Hư, à đây, có hai ba anh em sang làm. Tôi sợ là nhận được thêm một cái công trình nữa là làm cái bếp bên kia các bác ạ. Cho nên là anh em rất là bận. Thằng nhân này từ hôm bị ngã này đau tay chả đi đâu được, khổ thân. À cái máy bếp thì, à cái bếp lò thì đã dỡ cốt pha rồi các bạn. Hôm nay anh em sẽ lợp nốt cái phần phần bro ở trên đấy. Hôm trước thì như các bác biết ấy, thì tính toán là sẽ lợp mái tôn, nhưng mà cái mái tôn nhà em kia nó khoảng hơn 100 m², 110. Em thì đang đi lấy cỏ rồi các bác, không ở nhà, có mỗi mình vào đây. Thì sáng sớm là thấy anh em thợ bảo là anh vào sớm, không có gì bảo bọn em để bọn em làm cái mái nhà tắm. Cái này chặn và chắc cho gà nó phải chạy vào trong này. Bên này thì làm cái bàn bếp ga này các bác. Anh em thợ đang bảo là cho xây cái này luôn. Để xem anh em như thế nào. Bởi vì là cái mặt bàn bếp ga ấy, thì mình sẽ tận dụng lại những cái sắt thừa ở ngoài kia, ví dụ như cái đầu nó ngắn ngắn thì mình sẽ cho anh em nối vào để đủ cái mặt bàn. Và bây giờ nếu mà làm trước thì cũng không biết là sắt nó thừa như thế nào. Cái bàn bếp ga này chắc là xin phép các bác là làm xong. Bởi vì cái sắt kia là mua về, quan trọng nhất là ở cái phần đó là đổ cái nhà tắm và kèm nắp bể, hai cái nắp bể. Mình xây hết là rất là rộng. Đấy. Các bác bảo là bên chỗ nhà bếp này không thấy làm cái ống thoát khói. Thực ra thì bên này lợp mái bro ấy, tất cả những cái sóng này này, bác này, nó đang đều hở ra hết thì nó sẽ thoát được khói. Còn ví dụ như mà mình mà làm những cái ô thoáng để gạch nó tách này thì ngay đằng sau bên kia nó rất là thấp. Thế nên là ví dụ trẻ con nó nghịch các thứ thì sợ chúng nó để đất để đá lên nó lại rơi vào cái khu vực nấu ăn ấy. Đây, phía bên này cũng rất nhiều ô thoáng. Mấy nãy anh em đổ xong mình sẽ bịt thêm hai hàng gạch ở bên này nữa cho nó cao bằng lên các bác ạ. Bởi vì nó có liên quan đến lắp mái tôn. Đấy, bắn cái máng xong thì mình sẽ che hai cái chỗ này vào. Còn trong nhà như hôm trước thì bảo là làm hai cái gác, nhưng mà mình nói với em rồi, trong cái nhà chính chỉ được làm một cái gác ở bên này thôi, là để quần áo mùa đông, chăn màn mùa đông, còn đâu là liên quan đến ngô các thứ này thì nó sẽ làm cái gác ở bên bên bếp này các bạn, đúng từ cái chỗ mép cửa này hất vào trong. Thế là cũng để được bao nhiêu đồ rồi. Hôm vừa rồi thì trời nó cũng mưa rồi, cũng xem mà cũng không bị dột ở đâu cả. Còn bên cái đầu hồ bể nữa,
thì sẽ cho đắp xi măng, bên cái đâu hồi thế bạn sẽ đắp cho đắp xi măng, đắp một con lươn nó cao cao lên khoảng tầm 5 phân ấy. Đến mưa thì nó sẽ chảy theo cái rãnh xuống, nó sẽ không đi theo những cái vết cắt của cái mái bao lô này, nó chảy vào tường. Đây vừa nói xong rồi trời đã bắt đầu mưa rồi. Đấy cái bếp này các bác nhé, tại sao mình làm nó cao như thế này ấy? Bởi vì là cái này là hôm mà đổ ấy thì là mình không ở đây. Nhắc anh em thì anh em có một sự nhầm lẫn. Đó là chiều rộng của bếp từ mặt tường kia đến đây là 1 mét. Từ bên này đến bên này là 1,5 mét và chiều cao từ dưới chân tường đến đây là 1,5 mét. Nhưng mà anh em không nhớ, cho nên là đổ nó bị cao hơn. Cái này là bản thân là cũng là lỗi của mình. Nhưng mà trong cái nhầm này nó lại cũng có một cái rất là hay. Có thể là cái này thì các bác của mình thấy thôi, nhưng mà bình thường như mình thấy bà con đun bếp ấy là cái vị trí ngồi đun bếp nó sẽ thấp mà ngồi hay bị vù lưng. Thế nên là mấy nữa cái nền này mình sẽ tôn lên cho nó cao lên bằng một viên gạch này, thì ta sẽ đặt cái mặt bếp ở trong đấy và xây một hàng gạch nhỏ ở ngoài để cho bếp nó khỏi bị bắn ra ngoài. Cái bếp nó sẽ cao hơn cái nền nhà và xây một cái hành nó sẽ thấp hơn, thì lúc khi mà ngồi đun bếp nấu nướng thì sẽ không phải cúi nhiều nữa, thì nó cao ngang với cái tầm mà mình ngồi ở cái ghế con này, như thế thì nó rất là thoải mái. Thời tiết như thế này thì đi lấy nước ở đâu về mà đủ được hả Vư? Thế đi mang vào nhà, đi mang sang nhà chủ lúa. Tưởng trời nó mưa nhỏ các bác ạ. Đi ra đến đây ướt hết sạch quần áo rồi. Càng đi vào trong sâu này nó càng mưa to ấy. Cảm giác như kiểu là mây với sương nó bị đọng lại, nó không thoát ra khỏi được bên ngoài này. Thế nên là ở trong cái khu vực này dưới thung lũng thì mưa nó sẽ to hơn. Hiện tại thì Cao Nguyên Đá đang có mặt trong nhà chủ lúa các bác ạ. Bên nhà em Dìa thì anh em thợ vẫn đang ghép cốt pha với cả mưa đi vào để nghỉ hút thuốc lào hết rồi. Ở cạnh mưa một tí nữa thì làm cái bếp của nhà chú thì đã lợp xong rồi nha các bác nhé. Ôi mình vào để cái cửa ở đằng sau mà sao lại bịt hết vào nhỉ? Này thì không biết là đi đường nào vào đây. Cái chỗ gạch này thì gia đình sẽ dùng để xây cái bếp lò để nấu nướng, cũng như là còn thừa thì đầu hồi bên kia là sẽ xây hết cái gạch để quây vào. Mấy nghìn, 3.000 viên gạch. Ừ, chào em nhá. Chào chị nhá. Vâng. Vâng, chào anh. Chú lúa đi đâu rồi anh? Dạ, chào. À, đây à, chú... không nhận ra. Đang hộ chú lúa làm cái này đúng không anh? Chú không, chú để cửa ở đâu đấy? Không để đâu. Không để cửa ở đây à? Ồ, thế là mình đi đường nào vào? À, đi qua bếp hết luôn gì? Vâng. Vâng, chỗ này cũng không để. À. Cái gạch kia mang vào để xây bếp cho chú. Nhá. Hơn 200 viên. Ừ, thoải mái mà anh. Đấy, xong rồi mình làm bếp xong mình ra ngoài này mình nấu. Cháu mua bản lề vào sơn cửa. Vâng, nhưng mà phải sơn cửa trước với lắp bản lề sau. Vâng. Nhá, chị dạ. Vâng, cho gia đình tự quét cái này dễ mà. Chú anh nhờ tí. Anh nói chuyện nói với chú bảo cái này là sơn sơn vào cái cửa trước, nó màu nâu nâu ấy.
sơn khi nào cái này nó khô đi thì mới được sơn cái này tiếp. Sơn cái này đè lên cái nâu này. Cả cái này là chú làm nhá, cháu mua vào là gia đình tự làm nhá. Đấy, xong là để con đấy. Hôm trước là cái tấm lợp nó thường 10 tấm là gần như là nó đủ hết một mái. Cứ chuyển bớt sang bên này lợp cả cái mái bro cũ luôn các bạn. Tấm lợp này là thừa bao nhiêu? Thừa 10 tấm thôi. 10 tấm rồi. Vâng, hôm xong cháu đếm mà. Vâng. Đó, chứ không phải mất đâu đúng không? Cũng phải mới rồi. Chắc là chú tử 20 cái hay sao đấy bảo thiếu. Đây, đi ra ngoài hiên này luôn thì chỉ cho chú cho nó dễ. Chú lúa đi về cháu ra đây. Hôm nay quên mất là không ấy rồi. Cái này thì chú đi tí nữa cháu sẽ bảo Gia nó đi mua cho chú một chai xăng về để pha loãng ra. Cái sơn cái này này, mình lấy cái này với cái chổi này, xong mình nhìn chú phải lấy con dao chú cậy hết xi ở đây đi cho cháu. Cậy hết đi. Vâng. Nhá. Xong mình sơn vào cái này. Vâng, cái này. Cái cánh cửa nữa. Cái cửa nó mình sơn hết cái này nhá. Sơn màu vào cho nó lên hết màu đi. Vâng. Xong để nó khô. Vâng. Khô rồi nhá. Vâng. Xong mình sơn cái này. Đấy. Xong rồi mình đổ cái này ra bát, xong mình lấy cái này mình lại quét. Quét nó đè lên thì để cho nó bóng. Đấy cả là mưa. Mưa với bị trường hợp mà nói chung là nó sẽ không bị con mọt nó vào nó ăn. Mưa thì chắc chắn ở đây không vào rồi, mái nó lợp nó thỏ hẳn ra ngoài này rồi các bác ạ. Thì không bị mưa. Cái này chỉ là cái khóa cửa. Nhưng mà khi nào mình sơn cửa xong, lắp cửa lên thì mới lắp cái khóa này vào. Xong chú cất lên cho cháu nhé. Còn bản lê này, bản lê đi. Hôm nay là mua là xem nào. Bản lề số 1, cái này là một cửa sổ. Một cửa sổ. Bản lề số 2, bản lề số 1. Hai cửa sổ. Đây, hai cửa sổ là đủ bản lề chú nhá. Vâng. Đủ rồi. À đâu? Đây một bộ bản lề này có 4 cái các bạn. Xin lỗi. Cái này là 1, 2, 3, 4, đúng rồi, một cửa, hai cửa. Cửa chính là bản lề số 2. Thì là cửa chính cánh nó to ấy, thì mình sẽ lắp mỗi một bên cánh là 3 cái bản lề. Thế bên này là 3 này, là 6 này. Cửa phụ 3 cái nữa này, là 9 cái này. Đây là bản lề số 2, đây là có 4 cái. Bản lề số 2 nữa là 8 cái. Lấy một cái ở đây ra nữa là 9 cái. Vâng. Chú nhá, cửa bé này là 2 cái, cửa to là một bên là 3 cái, hai bên là 6 cái. Cửa kia nữa 3 cái là 9 cái nhá. Cái này thì mình sẽ chuyển sang bên nhà em Gia. Tổng cái số tiền chỗ này mua 40 1 2 3 4 4 4 16 160.000. 160 130. Cái này không phải 130 đâu, cái này người ta ghi nhầm. Cái này có 60.000 thôi. Đấy. 60.000 cộng vào đã. Các bác thông cảm nhé, vì hôm nay đi là mua xong mưa, muội còn chả lấy toa. Đấy, chú đứng ở đây với cháu. Đấy, chú đứng ở đây. Tại vì những cái thứ này là mua những cái thứ nó nhỏ nhỏ lặt vặt để hoàn thiện nhà ấy. Là có 160.000 tiền bản lề này, cộng 130.000 sơn bóng này, cộng sơn kính dán là 60 này. Cộng với cả cái này là 80.000, khóa này là 80.000. Cộng với cả cái chổi 10.000. Cộng với cái khuy này nữa. Khuy này mình chả nhớ bao nhiêu. 15.000 à, 15.000 đúng không? 15.000. Cộng 15.000. Chú lúa nhá. Hôm nay là mua cái này là hết 455.000 nhá. Vâng. Thế trong là chú còn tí xăng nào không? Không có đâu đúng không? Vâng. Không có rồi. Không có đâu cái gì. Vâng. Cái này bắt buộc vẫn phải ấy thôi. Cái này bảo Gia. Giờ Gia thôi, bị lại sang đây. Chú có tô vít không? Tô vít. Vâng. Tô vít không có đâu mà.
Không có á? Vâng. Chỗ nhưng cháu có kia là mới có. Vâng, thì chú đi mượn tôi vít thì cháu lên xe cho ông tháo cái xăng cháu đổ ở đây cho, cháu để tí mình quét. Vâng ạ. Nhá, chú đi mượn hộ cháu. Vâng. Vâng, chú đi luôn đi, đi lấy đi. Đi lấy. Vâng. À đây, hôm trước thì có cô Catherine cô gửi tiền ấy, thì trong đó là có thăm cho em Bằng bị ốm nữa các bác ạ. Thì cũng gửi và hỗ trợ là 500.000. Cái khoản tiền hôm trước là mình cũng đã thông báo rồi. Hôm nay thì Bằng mới đi làm. Đây, trao cho Bằng luôn nhá. Đây, em Bằng ấy đang quay phim các bác. Đấy. Ừ. Đấy là của cô Catherine nhá. Thì cô gửi biếu mẹ Cao Nguyên Đá này, em Quân này và em Bằng. Bằng thì bị sỏi thận, nằm viện 1 tuần. Quân thì chả biết bị đau bụng kiểu gì cũng nằm viện cũng phải gần 1 tuần thì phải. Ôi giời ơi, vậy nè. Thì mẹ Cao Nguyên Đá một bị một cái tô vi rồi cho lâu nè. Ủa chả ơi, dưới mình chính chạy luôn nè. Chúng ta thì nó hoàn thiện đấy, cửa giả đã rồi, nó xong xuôi rồi các bạn ạ. Cắt tô vi rồi. Mình sẽ vào để công khai tài chính, số tiền làm nhà của chú là bao nhiêu. Đây mình sẽ đi vào trong nhà nhé, cho các bác xem là xem trời nó mưa ấy. Chưa chưa. Có bị rột hay không? Mưa có bị nước chảy vào trong nhà không em? Không chảy mà. À không chảy à? Thế là lợp tốt đấy đúng không? Ngồi. Ừ anh cảm ơn. Đấy, cái cánh cửa đơn nó to như này các bác. Đấy, lắp 3 cái bản lề cho nó chắc chắn. Cửa thì mở vào trong. Mình mua cái khóa cửa rồi. Gia đình sẽ khóa ở ngoài này. Đi cửa này thẳng vào trong nhà luôn. Chú không làm cửa bên kia nữa. Này là cũng tùy ý gia đình thôi. Chú, mai nó tạnh mưa ấy. Mình dọn hết cái chỗ này đi nhá. Xong rồi lấy thêm một ít đá giải cho nó bằng bằng ở đây đi, xong láng hết cái này đi, xong rồi chuyển cái tét nước này sang bên này. Vâng. Để mai. Vâng, mai chú với cô làm nhá. Vâng, vâng. Với bà cả con dâu ra hộ nữa. Vâng. Vâng. San hết cái đá này cho nó phẳng ra, xong rồi giải thêm một ít đá nữa. Xong rồi mình trộn bột đá để làm nốt cái này đi cho nó sạch. Láng luôn. Xi măng vẫn còn đúng không chú? Vâng, còn. Đấy. Còn mẹ bạn bao? Vâng đúng rồi, trong nhà láng trên kia cao hơn để cho nó chảy ra ngoài. Vâng. Nó không vào trong nhà mình. Vâng. Cô nói cái gì đấy? Đang mắng chú hay mắng ai đấy? Mắng chú à? Ây da. Gấu ghê nhỉ, đánh chú một cái cơ à? Cái. Nhưng mà sao lại bị vợ mắng ấy chú? Nó bị lăn nữa ven, nó bảo là chú không giấu nó. À. Thì chú bảo là bây giờ tôi ở nhà đây còn lo ra làm cái bếp chứ. Vâng. Đúng không? Đúng việc mà. Việc của em là em đi làm nương. Vâng. Thế. Mình đúng rồi, mình phải nịnh một tí, phụ nữ cứ yêu bằng tai trước đã. Vâng. Hả? Nhỏ. Cái này to quá nhỉ? To quá nhưng mà không có thôi, chị phải lấy cái này thôi. Chắc là mút được không? Dài quá nhỉ. Thôi xem cái phương án đó hiệu quả hơn, cái này thì cũng sẽ ăn thua. Mưa quá, kể ra nó không mưa là đi ra ngoài ấy. Đây dẫn trên xã mua thì xa. Tô vít thì nó cái con ốc ở xe máy nó trờn ấy, không vặn được. Cái này là hôm trước khoan vỡ hết ra rồi, bây chỉ lấy xà beng chọc ra thôi. Vâng vâng, vỡ hết sạch rồi. Vỡ hết rồi.
Hôm nay Gia với Nô làm mà. Ừ, khoan hết rồi, xong rồi cái này lấy xà beng 7 ra thôi. Vâng. Lấy xà beng 7 ra thôi. Vâng. Đúng rồi. Xác suất không được là dễ lắm. Xe sắp hết xăng rồi. À, chào chào cô. À. Mặt chế đó thì của này người ta gọi là biểu hiện của sự cố chấp đấy. Nó sẽ đẩy vô luôn. Cô là uống rượu thuốc à hay là uống rượu gì đấy? Rượu thuốc à? Bị đau ở đâu hả cô? Ừ. Là vợ chú bị đau ở đâu? Bị xe gió bị ngã. Bị ngắn. Ấy, một viên tay. À. Đau tay là do uống rượu, bây giờ lại đây uống rượu mà để chữa đau tay. Đấy. Hảo mê mê thôi nhá, nó là cổ trơ đấy. Ờ. Thế hôm nay là chú là với anh này là sẽ làm cái bếp này đúng không? Đúng. Thế thì mai chú sẽ sơn này nhá, đúng rồi, cháu cho xăng vào đây được rồi. Thì mai lúc nào mình làm thì mình cho cái cây đảo đều đấy. Vâng ạ. Vâng ạ, thế mai anh dạy giúp em nhá. Vâng. Vâng. Cái khóa cửa ở đây chú cất vào cho cháu hết nhá, cả sơn đây cất vào nhá. Vâng. Vâng. Còn nếu vâng, xong mai cho lại vào. Rồi vâng. Vâng. Mai cháu vào. Yeah, vâng, mai vào xem là bên đâu rồi. Vâng vâng. Vâng ạ. Ê đúng rồi, là bế của chúng này là trên đây. Ừ, vâng. Đấy nên tùy gia đình thôi, muốn để bên nào thì để. Muốn đấy. Vâng, thì ra để cái chỗ tôi để nấu cơm lợn. Vâng, nấu cắm lợn. Thì anh cứ chia ra. Chia ra. Đây ở chỗ này đúng không? Ừ. Nó cũng bảo là cho anh ra luôn. Vâng vâng, thì làm cho chú. Đấy, cái này bếp bây giờ gia đình quyết định thôi. Em có dùng đâu. Không được. Không được. Thế dựng cái này ra đây để làm gì? Không làm đâu. Chú nhá, làm ở đây nhá. Ok đấy. Đúng rồi, có nghĩa là chỉ cái bếp ở góc này này. Khi nào nhà cúng thì cái đun bếp thôi, chứ còn không thì mình nấu ở ngoài này này cho nó sạch sẽ chứ. Chú làm một cái bếp. Bếp to nấu cám, còn bên cạnh thì mình vẫn đun cái bếp có kiềng kia ở đây. Thế trong nhà không được đun đâu nhá. Vâng. Nó độc ấy. Vâng. Sau này mình đây mình già, mình có tuổi, mình ốm này, hít khói nhiều là ốm ấy. Vâng. Ốm là tua sớm ấy. Đúng rồi. Nhá. Thật mà. Thật đấy. Nói hơi phũ đi, còn nó là sự thật. Bây giờ nhà của mình ấy, bây giờ lợp brôm mới này, tường gạch đẹp này, bây giờ chú đun ở trong nhá, mai kia khói nó vào nhiều nó bẩn hết nhà đi. Vâng. Mình đun bếp ra ngoài nó sạch sẽ. Đấy, khi nào ăn cơm thì mình mang vào trong nhà ăn thôi. Vâng. Chú nấu nướng ở ngoài này. Ăn cơm lại trong nhà anh. Vâng. Nhá, cái này nghe cháu nhá. Vâng vâng. Nhớ đi mà chú ạ. Ừ. Chú có chuyện nhớ chuyện này chứ, dù cho tớ nên mà là chuyện cho rất thơ, thì giờ mỗi gì cầu cả, nhưng mà xin... Thế xong, xong chú ở đây anh em làm nhá. Vâng, vâng. Cháu đi sang bên nhà Gia đây. Vâng, vâng. Ở bên kia thợ cũng đang làm ấy, xem anh em làm đến đâu rồi. Hôm nay mua thế này thử kêu làm nhỉ? Có anh ạ, vẫn đang làm, đang ghép cốt pha. Vâng, sang xem anh em làm nào, động viên anh em, mưa gió vất vả. Vâng, em về luôn nhá, anh với cả chú hộ chú lúa nhá. Vâng, vâng, rồi em chào anh nhá. Ồ, rồi giờ hào mê mê nhá. Nhá cô nhá, hào mê mê nhá. À, thế hôm nay là bị đau tay. Thế bảo sao là về giận chồng là đúng rồi. Mình cũng giận luôn chứ không phải là cô cho các bác ạ. Trời thì mưa này, đi làm nương mà không lấy chồng ra hộ. Cái hòm này là hòm gì đây chú lúa? Vâng. Cái hòm này là hòm gì đây, không cất vào đi này. Mưa quá. Vâng ạ. Vâng, cố gắng làm cho xong nha chú nhá. Để có nhà đẹp nhá. Anh em thợ là ghép được cái dầm xung quanh rồi các bạn. À, anh em bảo là đổ thêm một cái dầm xung quanh, sau đó với đổ đua ra ngoài thêm 30 phân nữa. Được hỏi thì anh em bảo là chú Gia chú đi trả công nhà nào ấy. Thế hôm nay không ở nhà.
có mỗi vợ chú Ria đi lấy cỏ chưa về, thì tí nữa còn nấu cơm cho anh em thợ. Bây giờ thì mình sẽ ở đây chờ xem anh em là ghép như thế nào và đúng theo thiết kế hay không. Mưa quá anh em thợ cũng nghỉ rồi các bạn, bây giờ cũng giờ trưa rồi. Tuấn Mau đi học về đói, đang ăn mèn mén này, không chờ được mẹ Mai nấu cơm à. Mẹ Mai em đang làm món nước chấm có rau thơm. Cái này là đi hái về à Mai? Mai trồng chứ đúng không? Đi xin à? Xin mà Tùng à? À. Nhà con nương ở xa. Thích không? Mọi người thấy rau cải thích không? Sướng nha. Đấy, bảo sao vào xóm ăn rau cải bao giờ nó cũng ngon hơn ngoài huyện. Vứ, nó cái máy nhà tắm kia là ghép lên xong là còn phải ghép một cái 30 phân rộng ra nữa đúng không? Đúng không? Đúng rồi rồi, đúng rồi, thế là anh em hiểu ý rồi nhá. Xong rồi ăn cơm thì tranh thủ lúc nó ngớt mưa thì anh em làm nhá. Ờ, nếu mà mưa thì nghỉ cũng được, có nghĩa là quan trọng là làm như thế đúng không? Ừ, thế là anh em hiểu ý nhau rồi. Thế xong anh em ăn cơm nhá, anh đi về ra huyện trước đây. Hôm nay không ăn cơm của anh em được. Ướt hết quần áo về, đi về còn để thay nữa. Áo khoác, áo khoác ướt hết rồi. Các bác nhìn thấy cái phần máng kia không? Là nước lấy ở trên hai cái mái tôn của nhà các cháu, mà mái hiên đằng trước này nữa. Đấy, nếu như mái bờ rô thì chắc chắn là nước nó sẽ không thể chảy to được như kia và sạch được. Thế nên là có ở trên vùng cao giúp đỡ được bà con mà có được một cái mái tôn ấy, thì cái điều đấy là điều rất là tuyệt vời. Nhưng nhắc lại nhà chú Lúa, hôm nay mình sang thì có hơi buồn một chút, nhưng mà cũng không biết làm nào. Vận động hết ý rồi. Rất nhiều các bác xem được video cũng có nói là hơi buồn nhà chú Lúa một chút, nhưng mà cũng chẳng biết phải nói sao các bác ạ. Còn như ngày hôm nay thì mọi người xem video cũng biết, thì vào thì do thời tiết nó không ủng hộ. Công việc anh em thợ đang làm nhà em Gia thì nó cũng đang bị chậm tiến độ. Ngoài ra nữa thì cái việc mà bên nhà chú Lúa thì hôm nay sang rồi, mua cho chú những cái phần như sơn này, bản lề các thứ để cho chú sơn đến cửa. Sau đó là mình cũng sẽ sang hoàn thiện để lắp cửa cho gia đình. Rồi công khai tài chính về cái việc mà làm nhà của chú Lúa đến thời điểm này đã hết bao nhiêu tiền, dư hoặc là thiếu như thế nào. Còn chắc chắn thì là thiếu rồi các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.